Giờ 11:30 à? Thật ra thì góc gió đấy chắc tầm 20 giờ một góc, với góc 8x mình cứ ăn áng tầm 79 lên 80. Lần này hỏi công thức thì chịu. Tài khoản BG230390 của Ngọc Vũ như được kích hoạt rồi sao? Khổng Văn Tuấn thì vừa kích hoạt đúng không anh? Vào Ủa, góc này. chẳng thế nhỉ? Bạn lên chưa? Có bạn lên để ta giết không? Giết luôn à? Căng quá nhỉ? Bây giờ sao chơi? À, ok bạn, cứ inbox cho mình đi. Căng quá nhỉ. Được đoàn bắn lỗi, bắn pha lỗi, xử lý lỗi nhỉ. S2, S2, Jitsu là xong luôn đúng không? Đi SS phụ thuộc quá, SS quá. Sao? Cả đi chọn ai? Sai lầm à? Di chuyển xe sai lầm à? Định bò vào gần lóc thì mình lóc chứ. Ngon. Sao? Anh nhỉ.